con trai lấy vợ hơn 11 tuổi, bố mẹ Huy Trần đối xử Ngô Thanh Vân thế nào, tiết lộ về chuyện tiền bạc. Chúng tôi độc lập về tài chính và sự nghiệp nên sự hỗ trợ chính vẫn là về tinh thần chăm sóc lẫn nhau, còn lại mọi thứ vẫn rõ ràng. Ngoài ra, Vân đã sẵn sàng có con. Ngô Thanh Vân chia sẻ hôn nhân bên cạnh chồng trẻ kém 11 tuổi Huy Trần. Hôn lễ của đàn nữ diễn ra vào ngày 8 tháng 5 với 50 khách mời thân thiết. Cô đã mua 400 cân hoa Veronica từ châu Âu để trang trí. Loại hoa này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, tự tin của phụ nữ, cũng là tên tiếng Anh của Ngô Thanh Vân. Được biết, hai người đã có 2 năm yêu nhau và sống chung trước khi cưới. Huy Trần cho biết, Vân có tính cách rất dễ thương, hài hước và hơi nhố nhăng, cả hai hợp nhau từng chi tiết nhỏ, khi sống chung vẫn giữ được cá tính riêng. Từ lúc quen, Huy đã tăng 12 cân. Anh tâm sự bố mẹ đã cố gắng rất nhiều để gia đình có thể đến Đức, nên họ không hiểu sao con mình lại quyết định quay trở về Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, phụ huynh của Huy Trần đã hiểu, ủng hộ hôn nhân của con. Dù kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi nhưng Huy Trần luôn ra dáng là một người đàn ông chững chạc, điểm tựa vững chắc cho bạn gái của mình. Anh không ngại hộ tống Ngô Thanh Vân đi làm, đi đến các sự kiện nhưng vẫn luôn giữ kín đáo bằng cách đội mũ, đeo khẩu trang, lặng lẽ đứng chờ bạn gái xong việc rồi đưa cô về nhà. Khi ở nhà, Huy Trần chiều chuộng vợ đến mức phục vụ đồ ăn tận giường, 5 giờ sáng dậy chuẩn bị đồ ăn cho cô mang đi làm, đưa đồ ăn đến tận trường quay vào giữa đêm khiến cho ai cũng phải nể phục. Một ngày của chúng tôi bắt đầu bằng một ly cà phê ăn sáng, mọi thứ do Huy làm hết, Ngô Thanh Vân chia sẻ. Để chuẩn bị cho hôn nhân, Huy Trần đã mạnh tay mua một căn hộ chung cư cao cấp rộng rãi tại thành phố Hồ Chí Minh để làm tổ ấm nhỏ cho hai người. Ngô Thanh Vân rất được bố mẹ chồng cưng chiều. Huy Trần sinh năm 1990, kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi, là Việt kiều Đức, từng tham gia đóng trong rất nhiều MV ca nhạc, được biết đến từ sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai. Hai người quen biết nhau khi Huy Trần tham gia casting bộ phim Thánh Sói do Ngô Thanh Vân làm nhà sản xuất. Huy Trần sinh năm 1990, kém đàn nữ 11 tuổi, là Việt kiều Đức, từng tham gia đóng trong rất nhiều MV ca nhạc, được biết đến từ sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai, cuộc đua kỳ thú. Nam thần còn từng được Hoa hậu chuyển giới Hương Giang chọn lựa, tìm hiểu trong chương trình Người ấy là ai. Nhưng mà khi đó, Huy Trần đang yêu Rikki Thảo Nhi Lê nên đã lỡ duyên cùng với ca sĩ chuyển giới. Điều này nói lên độ sát gái của anh chàng này khi anh được hàng loạt các gái đẹp trong showbiz lựa chọn. Tuy vậy, anh tìm được chân ái bên cạnh chị đại hơn 11 tuổi Ngô Thanh Vân. Huy Trần từng tốt nghiệp trường đại học GPB Berlin ngành xuất nhập khẩu. Anh đã từng làm quản lý cho rất nhiều nhà hàng nổi tiếng tại thành phố Berlin. Ngoài ra, anh chàng cũng từng sở hữu một cửa hàng phụ kiện xe mô tô tại Đức vô cùng hoành tráng. Hiện tại, Huy Trần là CEO trẻ tuổi thành đạt với việc kinh doanh một công ty may mặc và là chủ sở hữu của một nhà hàng món Đức tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh rất nổi tiếng. Mỗi khi xuất hiện, Huy Trần luôn khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ về phong cách thời trang chỉn chu, sang trọng, lịch lãm và không kém phần thời thượng. Body 6 múi cùng với thân hình cân đối giúp cho anh chàng có thể cân được mọi bộ đồ. Anh hứa sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có và tất cả những gì của anh. Anh yêu em nhiều hơn những gì có thể nói. Huy Trần đã tỏ tình với Ngô Thanh Vân. Ngoài sở thích nấu ăn, CEO 32 tuổi có đam mê với tốc độ. Anh chàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những chiếc xế hộp, xe phân khối cực ngầu và đắt đỏ. Huy Trần rất thích vào bếp nấu những món ăn ngon cho Ngô Thanh Vân. Trong khi đó, đàn nữ Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, cô nàng có một tuổi thơ vô cùng nghèo khó. Bà lênh đênh sông nước với nghề thương hồ, mẹ trông coi quán cà phê nhỏ tại trước nhà. Cả gia đình của nữ diễn viên đã từng phải chắt chiu lo từng đồng từng bữa ăn hàng ngày, có lúc phải trộn khoai mì vào cơm để sinh sống. Năm 16 tuổi, Ngô Thanh Vân cùng với mẹ sang Na Uy để định cư. Năm 1999, cô về nước đạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh. Năm 2009, Ngô Thanh Vân thành lập công ty riêng, trở thành bà bầu của nhóm nhạc đình đám 365. Cô tích cực nhận quảng cáo, làm người mẫu, diễn viên kiêm sản xuất phim. Cô nàng có biệt danh đả nữ sau thành công của phim Dòng máu anh hùng năm 2007, sản xuất phim Tấm cám, Chuyện chưa kể, Cô bà Sài Gòn. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính đã thu hơn 200 tỷ đồng, là tác phẩm Việt Nam ăn khách nhất trong mọi thời đại. Cô sắp ra mắt phim Thánh Sói. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn được biết tới là một doanh nhân thành đạt. Tại tuổi 43, đàn nữ màn ảnh có trong tay khối tài sản khổng lồ với hàng loạt bất động sản đắt giá và xe hơi có giá trị. Nhà sản xuất phim sinh năm 1979 sở hữu một căn biệt thự mang đậm chất thiền ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Màu sắc chủ đạo của căn biệt thự là đen và đỏ, từng được giới bất động sản đồn thổi rằng ước tính giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Năm 2013, Ngô Thanh Vân tiếp tục tậu thêm một căn nhà mới theo nhiều fan hâm mộ thì căn nhà này ở bên cạnh sông Sài Gòn, ngay cạnh biệt thự của vợ chồng nhà Tăng Thanh Hà. Năm 2019, Ngô Thanh Vân đã từng khoe một căn hộ rộng 56m² ở quận 2 do chính tay cô thiết kế. Được biết, căn hộ có giá trị hơn 3 tỷ đồng. Từ năm 2020, người hâm mộ thấy Ngô Thanh Vân thường xuyên đăng ảnh trong căn nhà có một tông màu đen xám. Từ đây, cư dân mạng rộ lên tin đồn, cô đã tậu thêm căn nhà mới. Đây cũng là nơi cô và Huy Trần thường xuyên check-in, đăng tải hình ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Ngô Thanh Vân hiện tại đang là chủ của Studio 68, nữ diễn viên đã phải trả 100 triệu đồng một tháng để thuê được vị trí đắt đỏ này.
Ngô Thanh Vân còn sắm nhiều xe hơi để phục vụ cho việc đi lại và công việc của mình. Năm 2021, đàn nữ đã tậu một chiếc xe thuộc thương hiệu Việt Nam có giá 5 tỷ đồng. Trước đó, Ngô Thanh Vân thường lái chiếc xe có giá 8 tỷ đồng khi tham gia những sự kiện trong làng giải trí. Ngô Thanh Vân tiết lộ bản thân mình là một người rất thận trọng trong chuyện tình cảm. Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần. Huy đến với Vân không có gì hào nhoáng, chỉ đưa khăn giấy cho Vân khóc và nhắc Vân nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn là công việc, như vậy là đủ. Vân hứa sẽ là một người vợ tốt, sẵn sàng có những đứa con. Đàn nữ sinh năm 1979 cho biết: Huy Trần rất kiên nhẫn, mạnh mẽ, đấy cũng chính là điều mà tôi luôn tìm kiếm ở bạn đời. Tôi hạnh phúc vì đã chọn đúng người. Ngoài ra cậu ấy rất thật thà, nhân hậu, tràn đầy tình yêu thương với mọi người xung quanh. Được biết, hai người quen nhau khi Huy Trần đi casting cho phim Thánh Sói do Ngô Thanh Vân sản xuất. Lúc này, anh chàng run tới mức Ngô Thanh Vân trêu rằng cả tóc cũng rung theo. Theo như lời của Ngô Thanh Vân, cặp đôi có rất nhiều điểm chung như là cùng lớn lên tại châu Âu nên đồng cảm về lối sống và cách suy nghĩ. Đáng nói, ở bên Huy Trần, sự nam tính vốn có của Ngô Thanh Vân trở nên nữ tính hơn. Tôi nghĩ bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh người đàn ông mà họ yêu thương cũng như vậy, trở nên nhỏ bé, muốn được che chở. Ngô Thanh Vân trải lòng. Nhắc đến chuyện cầu hôn, cô nàng đã dành lời khen cho tình trẻ rằng anh rất năng động, sáng tạo khi chọn không gian nhiệt đới với nhiều cây xanh để cầu hôn mình. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ đa tài cũng tiết lộ mình nhận lời cầu hôn của tình trẻ bởi vì lần đầu tiên làm việc ấy nên cậu ấy run và phục về, nhưng chính điều đó làm cho tôi cảm động nhận lời cầu hôn. Nói về việc yêu đương rồi chọn kết hôn với Huy Trần sau 10 năm chờ đợi được làm cô dâu, Ngô Thanh Vân giải bày: Bản thân mình là một đứa cứng đầu, mình nhất quyết không chịu cúi đầu trước áp lực đó, và dĩ nhiên mình khăng khăng đợi đến một người thực sự dành cho mình. Mặc dù sự chờ đợi đôi lúc làm mình nản lòng, nhưng mình vẫn quyết liệt với suy nghĩ, nếu không tìm được người thực sự hiểu mình thì mình cứ đi về lẻ bóng. Trong cuốn tự truyện 2019, Ngô Thanh Vân đã từng kể về mối tình đầu năm 19 tuổi, cả hai quyết định dành 8 năm để đi tìm kiếm sự nghiệp sau đó kết hôn. Tuy nhiên chỉ sau 5 năm, mối quan hệ đã kết thúc do Ngô Thanh Vân có nhiều tham vọng hơn trong công việc, trong khi người đó lại muốn lập gia đình. Thời điểm tham gia phim điện ảnh Dòng Máu Anh Hùng, Ngô Thanh Vân và Johnny Chí Nguyễn đã từng vướng vào nghi vấn phim giả tình thật. Tuy nhiên, lúc này Johnny Chí Nguyễn đã có gia đình nên Ngô Thanh Vân bị chỉ trích và bị cho là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Vợ của Johnny Chí Nguyễn cũng đăng đàn ẩn ý rằng chồng mình và bạn diễn có mối quan hệ bất thường khiến cho họ ly hôn. Một thời gian sau đó, khán giả không còn thấy Ngô Thanh Vân và Johnny Chí Nguyễn xuất hiện cùng với nhau, cho nên không ít người cho rằng cả hai đã từng yêu nhưng chia tay vì áp lực dư luận. Mãng đi vài năm, Johnny Chí Nguyễn bất ngờ xuất hiện chúc mừng Ngô Thanh Vân trong buổi ra mắt phim điện ảnh Hai Phượng. Năm 2017, Jordan Vo Robert, đạo diễn của phim Kong Skull Island đã đến Việt Nam, nhìn thấy rất thân thiết với Ngô Thanh Vân. Xuất hiện cùng nhau tại một khách sạn, khoảnh khắc đàn nữ để cho người đàn ông này thoải mái ôm eo mình ngay lập tức lọt vào ống kính của truyền thông. Như mọi lần, Ngô Thanh Vân im lặng, còn đạo diễn của Kong Skull Island lại thoải mái cho rằng Ngô Thanh Vân là một khoảnh khắc đi qua cuộc đời tôi. Nghi vấn tình cảm của Ngô Thanh Vân cũng bị chìm vào quá khứ khi mà người đàn ông này trở về nước. Tại tuổi 45, Ngô Thanh Vân đã có đủ mọi thứ mà cô muốn và khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng tình trường của nữ diễn viên rất bí ẩn, không ai rõ cô đã từng trải qua bao nhiêu mối tình với nhiều lần vướng nghi vấn phim giả tình thật. Tuy vậy, bây giờ cô đã an yên bên cạnh người chồng của mình, đó chính là chàng trai trẻ kém 11 tuổi Huy Trần, rất sáng giá, đẹp trai và cưng chiều cô như công chúa.